với anh chị em nha. Khánh đang có mặt ở khu vực trung tâm của thị trấn Đạ Tẻ trên con đường 30 tháng 4. Chạy thẳng con đường này thì khoảng 1 km nữa thôi quý vị ạ, là mình sẽ tới nhà thờ của giáo xứ Đạ Tẻ. Một ngôi thánh đường có thể nói đối với ngày xưa thì nó là miền sâu xa lắm, và ngày nay thì không biết nó sẽ như thế nào. Có dịp vào trong thị trấn Đạ Tẻ nên thôi cũng quay để quý ông bà cô bác mình xem ngôi thánh đường giáo xứ Đạ Tẻ ở trong khu vực Đạ Tẻ đây, thuộc về miền rừng núi ở trong Đạ Tẻ này, xem ngôi thánh đường nó như thế nào. Đây phía trước hắn là ngã tư, một con đường chạy ngang là con đường 3 tháng 2 ở trung tâm thị trấn Đạ Tẻ luôn. Đạ Tẻ thì mặc dù là gọi là vùng sâu vùng xa ngày xưa đấy, nhưng mà bây giờ quý vị thấy phát triển lắm, nhà cửa liền nhau quý vị ạ, buôn bán cũng sầm uất lắm. Hôm nay đến đây là ngày 26 ấy, quý vị, là ngày thường thôi, nhưng mà Khánh cũng có cảm giác là đông người lắm, cũng giống như ngày cuối tuần gì đó ấy. Clip trước thì Khánh có đi quay cung đường vào thị trấn, quang cảnh thị trấn cũng như là chợ Đạ Tẻ ấy, thì quý vị nếu có xem clip đó thì quý vị sẽ thấy nó sầm uất lắm. Còn giờ thì Khánh đang đi thẳng trên con đường 30 tháng 4 này để Khánh đến nhà thờ Đạ Tẻ. Đạ Tẻ đây thì nó thuộc về khu vực tỉnh Lâm Đồng rồi quý vị ạ. Và đây cũng là có thể nói là vùng bình nguyên rồi, không cao lắm, cũng không phải là vùng thấp như các cái tỉnh Đồng Nai mình. Đây là khu vực mà nằm trên độ cao khoảng 200-300 mét so với mực nước biển. Ở bên này các anh thấy có khu vực quảng trường quý vị này, quảng trường thị trấn Đạ Tẻ đây này, cũng đông quý vị này, đẹp lắm, rộng quý vị nhé. Khu vực Đạ Tẻ đây thì dân số thì có khoảng 50.000 người quý vị ạ. Cơ sở thì có một thị trấn Đạ Tẻ và có 8 xã quý vị ạ. Đây, phía cuối con đường 30 tháng 4 này mình sẽ kẹo phải để mình đến ngôi thánh đường giáo xứ Đạ Tẻ luôn. Quý ông bà, cô bác và anh chị em ạ, coi trên Google thì mình cũng cứ nghĩ là nhà thờ Đạ Tẻ chắc con đường vào thì nó hoang sơ lắm. Nhưng mà quý vị thấy con đường đã ra khu phố rồi này. Đây là thị trấn và con đường này đang ra dần ở khu vực ngoại ô. Nhưng mà quý vị có thể thấy nhà thờ Đạ Tẻ nằm ngay trên con đường cũng lớn lắm. Con đường này cũng có tới 4 làn xe quý vị nhỉ, mỗi bên 2 làn đấy. Đây nhà thờ Đạ Tẻ quý vị này. Mời quý vị mình cùng vào tham quan nha. Tham quan ngôi thánh đường, anh thấy cũng to cũng đẹp lắm. Quý vị ạ, vậy là Khánh mời quý vị mình vào tham quan giáo xứ Đạ Tẻ này. Đây là ngôi thánh đường, Khánh thấy có đề nhà thờ giáo xứ Đạ Tẻ ở đây. Ở đây thì có giờ lễ này, lịch lễ của giáo xứ quý vị xem sơ này. Đấy, một buổi ngày thường ấy thì có buổi sáng và buổi chiều, thứ bảy là chủ nhật thì có tới 4 lễ quý vị ạ, 2 lễ buổi sáng và 2 lễ buổi chiều. Đây ngôi thánh đường đây, đây quý vị xem này, ngôi thánh đường anh thấy có một gì đó, có một phần trước mái giống giáo xứ Kim Lâm quý vị ạ. Theo lịch sử mà Khánh biết được ấy thì hơn 24 năm trước ấy, những người theo đạo Công giáo, bà con giáo dân ở khu vực Đạ Tẻ đây và Cát Tiên gần đây nữa ấy, muốn dự lễ hay là lãnh nhận các cái bí tích gì đó thì phải vượt một chặng đường hàng chục cây số ấy để đến nhà thờ Malagui. Lúc đó thì cha sở Malagui là cha Giuse Mai Văn Thược ấy, là người đã có rất là nhiều công sức khai phá cũng như hình thành lên giáo xứ Đạ Tẻ ngày nay.
Giáo sứ Đạ Tẻ thì vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 1998 ấy, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Đạ Tẻ, và ngôi thánh đường thì được khánh thành sau đó hơn một năm vào ngày 23 tháng 2 năm 1999, và nhà thờ thì có tước hiệu là Kính Thánh Giuse Thợ. Như vậy là ngôi thánh đường cũng như giáo xứ được thành lập và tới nay thì đã được 24 năm rồi. Cha chánh xứ tiên khởi là cha Phaolô Dương Công Hồ, ngài được Đức cha giáo phận bổ nhiệm vào ngày 19 tháng 8 năm 1999. Hiện nay khu vực Đạ Tẻ thì như Khánh nói ở tập trước thì có khoảng gần 50.000 dân, và giáo xứ Đạ Tẻ thì có khoảng 6.000 giáo dân. Trong đó thì đồng bào dân tộc thiểu số thì chiếm khoảng 4.000 người, và còn lại thì người các nơi khác đến nữa quý vị. Như vậy thì giáo xứ Đạ Tẻ đây là đặc thù, có rất là nhiều người đồng bào dân tộc ít người theo đạo Công giáo ở khu vực này với khoảng 4.000 người. Giáo xứ Đạ Tẻ đây thì vào năm 2019 ấy, thì giáo xứ cũng kỷ niệm 20 năm thành lập và cung hiến thánh đường giáo xứ Đạ Tẻ. Như vậy thì đến nay ngôi thánh đường đây cũng đã được 24 năm rồi. Quý vị mình cùng tham quan gần hơn ngôi thánh đường cũng như quang cảnh của giáo xứ nhé. Đây quý vị này, ngôi thánh đường Khánh thấy cũng to rộng lắm. Quý vị có thể nhìn thấy đây là tượng thánh Giuse Thợ, bế Chúa Giêsu, đằng sau có đeo một cái gùi biểu tượng của người đồng bào ít người. Giáo xứ Đạ Tẻ đây thì theo Khánh biết thì có khoảng tới hơn 6.000 giáo dân ấy. Trong khi đó đã hơn 4.000 giáo dân là người đồng bào ít người rồi. Đây quý vị là tượng thánh bổn mạng của giáo xứ. Bên này Khánh thấy khuôn viên thì có tượng Đức Mẹ to lắm. Khánh mời quý vị mình đi vào tham quan mặt trước của ngôi thánh đường. Ngôi thánh đường thì quý vị thấy hình chóp nhọn cũng giống như chữ A, chữ Alpha quý vị nhỉ. Alpha, và giống như nhà thờ Vinh Châu thì có thêm vòng tròn Omega. Đây thì quý vị thấy có hai mái ở phía trước, nhìn vào là mình thấy có hai mái nhọn giống như một nhà sàn của truyền thống của người đồng bào ấy. Phía sau thì có một chốt nhọn thêm nữa. Ở phía trước đây quý vị nhìn này, có tượng thánh với lại có hồ non bộ nữa. Rồi mình vào phía này. Ngôi nhà thờ thì chiều ngang cũng rộng lắm, giáo xứ có tới hơn 6.000 giáo dân, cho nên quý vị thấy là cũng đông, cũng lớn đấy quý vị nhỉ. Người đồng bào thì họ cũng thường thì họ cũng xiềng lễ, xiềng việc nhà thờ lắm. Đây, đẹp lắm quý vị, anh thấy không gian mát, có
có lẽ là do khí hậu của vùng cao, vùng bình nguyên rồi. Đây, quý vị xem này, lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ là năm 1998, hoàn thành năm 99. Và quý vị thấy là Đức Cha Giám mục Giáo Phận này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn quý vị ạ. Thế này thì đã được là 24 năm rồi đấy quý vị. 24 năm trước thì ngôi nhà thờ như vậy thì đã đẹp lắm rồi quý vị nha. Đây mình quay phi hồng. Đây quý vị thấy đẹp này. Ngôi thánh đường phía trong có một hành lang chiều ngang cũng gần 3 mét đấy. Ở đây thì quý vị thấy có bức phù điêu bằng đá, gắn đá gắn quý vị ạ. Không phải là đá tạc đâu mà anh nghĩ là gắn đá tạo bức phù điêu đấy. Các cái ô cửa bằng kiếng với sắt quý vị ạ, kiếng màu. Mình coi bên trong nhà thờ một tí này quý vị này. Đây. Ồ quý vị thấy ở đây những song sắt của ô cửa ấy quý vị cũng được uốn lượn tạo tác những thân giá, những hoa văn đẹp quý vị nhỉ. Đấy một ô sắt đẹp lắm. Ngôi nhà thờ ở trong cũng được thiết kế 4 hàng ghế này. Cũng rộng lắm quý vị này. Ồ quý vị nhìn này, ở trên phía cuối nhà thờ là khu vực gác đàn được thiết kế giống như là nửa chiếc bánh vòng ra phía trước đó quý vị, vòng khá nhiều luôn, có cầu thang luôn. Rồi phía dưới đây thì quý vị thấy được 4 hàng ghế. Ngôi nhà thờ giáo xứ có tới hơn 6.000 giáo dân thì cũng đông lắm đấy quý vị. Ở kia là gian cung thánh. Khánh đây là khánh đứng bên ngoài cửa sổ, khánh quay vô cho quý vị thông cảm nhá. Ồ quý vị mái ở trên được làm bằng trần với những chùm điện đẹp lắm. Bây giờ nhà thờ cũng có hệ thống hiện đại là tivi quý vị này. Rồi các bức tường thì có tượng các cái sự thương khó của Chúa luôn. Ở trên chóp nhọn cao. Rồi được có điện trần, rồi được khánh nghĩ là được gắn mica quý vị nhỉ. Những trần được thiết kế theo gỗ hay mica gì đó, màu sắc cũng đẹp, sáng sủa quý vị nhỉ. Các cái ô cửa kiếng làm cho nhà thờ mặc dù giờ này chưa có điện nhưng cũng sáng sủa lắm này. Hắn lên phía đầu trên một tí. Đây, dân cung thánh cũng được thiết kế nằm trên nền cao, có cả tượng lòng Chúa thương xót. Đây là ngôi thánh đường mà thuộc về giáo phận Đà Lạt rồi quý vị ạ. Rồi mình đi tham quan vài nơi nữa nhé. Ở hai bên nhà thờ thì cũng có hai cánh cửa để vào khu vực ca đoàn ngồi hay các chu du lễ. Đây, ở phía bên đây thì khánh thấy nền thì vừa có gắn gặt vừa có đá rửa. Đây quý vị ạ. Đặc biệt là tháp chuông này quý vị. Tháp chuông đây khánh thấy cũng có tới 3 chuông, cao lắm. Bên này là có một khu vực hội trường lớn, có khu vực dãy nhà vệ sinh luôn. Phía đây là có ở cuối nhà thờ. Khánh mời quý vị ngọt và tham quan phía cuối một chút nhỉ. Cuối đây thì khánh thấy có nhà bếp rồi khu vực trên này quý vị này rất là cao luôn đấy. Rồi mình qua bên hội trường đây quý vị nhé. Không gian hai bên hông của hội trường của nhà thờ thì cũng rộng lắm. Đây hội trường này. Ô có cả tivi to. Đây là hội trường, một bên có Đức Mẹ, tôi nghĩ là Đức Mẹ Fatima, rồi một bên là Đức Mẹ La Vang. Nhìn về phía bên này là ngôi thánh đường đẹp. Đây, mình đi tham quan phía bên này nữa quý vị nhé. Tượng Đức Mẹ ở đây to lắm.
Đây, mình nhìn lại hội trường quý vị này. Khang trang quý vị nhá. Giáo sứ thì trước đây cũng thuộc về sự quản lý của giáo sứ Maragui. Và ngày xưa thì 24 năm về trước thì để đi tham dự thánh lễ thì mọi người phải rất là khó khăn, phải ra tới Maragui để tham dự thánh lễ đấy. 24 năm nay thì giáo sứ đã được cắn thần nhà thờ, cũng lên hàng giáo sứ luôn. Và quý vị thấy là 24 năm nhưng mà khung cảnh ở đây vẫn còn cái gì đó đẹp, khang trang quý vị nhỉ. Đây, tượng Đức Mẹ ở đây thì lớn lắm. Nằm trên một bục đá đẹp. Phía sau này thì khán thấy có cả cây đu đủ, cây hoa đình lăng. Ở đây thì quý vị thấy này, đây cũng giống như những cây hoa râm bụt kiểu chắc quý vị nhỉ. Cũng biểu tượng của khí hậu lạnh này đấy, biểu trưng của khí hậu lạnh. Tượng đài Đức Mẹ lớn ở bên này, nhìn ra ngôi thánh đường đây. Anh thấy có nét giống giống gì đó giáo xứ Kim Lâm quý vị ạ. Không gian phía trước sân rộng, được gắn bể, được đúc bê tông hết rồi quý vị nhá. Hàng cây kiểng xung quanh. Anh mời quý vị mình qua bên kia, ngó phía bên kia, tham quan phía bên kia một chút nữa nhé. Dưới chân tượng đài thánh Giuse Thợ Quan Thầy của giáo xứ đây có hồ sen, hồ súng đẹp quá. Đây quý vị này, đẹp lắm. Có biểu tượng một bản đồ về giáo phận Đà Lạt quý vị này, có nhiều hạt lắm. Phía xa xa về phía bắc hơn là hạt Đà Lạt, hạt Đức Trọng, hạt Đơn Dương. Rồi phía này là hạt Di Linh này. Rồi phía này là thị xã Bảo Lộc, rồi huyện Đạ Hoai này với hạt Bảo Lộc luôn này quý vị này. Thánh đang có mặt ở đây là khu vực huyện Nam Cát Tiên và huyện Đạ Tẻ này. Khu vực mình thì nó nằm gần đây quý vị này. Đấy, đây là các cái địa phận của các cái giáo hạt của giáo phận Đà Lạt luôn. Phía dưới mình là giáo phận Xuân Lộc với có khu vực Nam Cát Tiên ở bên này. Huyện Đạ Tẻ quý vị có thể thấy nằm sát với huyện Nam Cát Tiên. Rồi mình đi tham quan tiếp quý vị nhé. Đây là cha bỏ đi rồi nhưng mà thời thân thấy hay hay anh quay cho quý vị xem nên hơi rắc. Ở bên nhìn vô bên tay trái của nhà thờ cũng có bức tượng Chúa Chiên Lằn quý vị nhỉ. Chúa đang ôm chú cừu với lại đàn cừu nữa. Ở phía dưới này thì thân thấy phía bên này cây cối nhiều hơn, mát mẻ hơn. Khu vực bên kia cũng là một khu vực của nhà xứ. Anh thấy cũng có hệ thống nước sạch cho giáo dân nữa. Phía sau đầu của gian cung thánh quý vị ạ. À quý vị nhìn có những mái chót chót nhìn đẹp quá. Rồi bên khu vực đây là nhà xứ theo kiến trúc trên sàn cao giống như nhà dân tộc. Ở đây cũng lại có một bức tượng Đức Mẹ lớn nữa quý vị này. Nhìn ra không gian chim kiểng nhiều lắm. Khu vực đây chắc là những nhà giáo lý, nhà xứ nữa. Đây quý vị này, không gian thoáng đẹp lắm. Ở đây có cả những cây thông nữa. Không gian đẹp quý vị nhá. Mát mẻ giống như là một cái khu vực resort an dưỡng ấy. Quý vị ạ, vậy là vừa rồi Khánh quay về quang cảnh của giáo xứ Đạ Tẻ đây. Một giáo xứ đã được nhà thờ cũng như là giáo dân đã được lên hàng giáo xứ khánh thành nhà thờ tới 24 năm rồi ấy. Nhà thờ đẹp quá quý vị nhỉ, đúng là miền cao nguyên miền núi. Khánh cảm ơn tất cả quý vị và cô bác và quý vị đã xem phim. Cảm ơn cha với lại hội đồng giáo xứ luôn cho Khánh quay phim ạ. Cảm ơn tất cả quý vị nhiều.